Xin kính chào quý vị. Một chút mây mù âm u vào buổi sáng khiến cho tiết trời ở khu vực miền Bắc thêm lạnh. Thế nhưng từ 10 giờ thì trời đã hửng nắng và cảm giác ấm lên thấy rõ. Trưa chiều nay miền Bắc duy trì tiết trời tạnh ráo có nắng với nhiệt độ phổ biến ở mức từ 23 cho đến 25 độ. Riêng một số nơi thuộc khu Tây Bắc có nhiệt độ cao hơn lên tới trên 26 độ. Thủ đô Hà Nội trưa chiều nay nắng nhẹ, tiết trời khá dễ chịu với nhiệt độ ở khoảng 24-25 độ. Độ ẩm ở mức vừa phải là trên 65%, không hanh khô và cũng không nồm ẩm. Thời tiết đẹp duy trì trong cả hai ngày cuối tuần, rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời như là dã ngoại, thưởng ngoạn vẻ đẹp của thành phố vào mùa xuân với đủ sắc hoa rực rỡ. Khí lạnh yếu không ảnh hưởng nhiều tới miền Trung nên thời tiết dọc khu vực đều tương đối thuận lợi. Ở phía Bắc đèo Hải Vân thì trời nhiều mây nhưng ít mưa, về chiều có thể hửng nắng nhẹ với nhiệt độ khoảng 24-25 độ. Từ Đà Nẵng cho tới Quảng Ngãi nhiệt độ tăng lên 25-27 độ. Trong khi các tỉnh phía Nam từ Bình Định trở vào cho tới Bình Thuận, nền nhiệt ban ngày cao hơn khoảng 3-4 độ. Thành phố Đà Nẵng đêm và sáng se lạnh với nhiệt độ khoảng 21 độ. Trưa chiều nay thì trời hửng nắng và nhiệt độ nhích nhẹ lên mức 26 độ, trời mát mẻ. Đang trong cao điểm mùa khô, hôm nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều tạnh ráo và có nắng từ sớm, kéo dài cho tới chiều muộn. Trong đó thì khu vực Nam Bộ nắng khá gắt khiến cho nền nhiệt ở 6 tỉnh miền Đông sẽ tăng lên mức là 34-35 độ. Khả năng vào 2 ngày cuối tuần ở miền Đông Nam Bộ sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng. Còn đối với khu vực miền Tây thì nhiệt độ ngày mai ở ngưỡng là 32-34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh trưa chiều nay nắng mạnh, người dân thành phố nên hạn chế hoạt động ngoài trời từ giờ cho tới 14 giờ chiều, bởi vì khoảng thời gian này thì nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh tăng cao tới 34-35 độ. Sau 15 giờ thì cường độ nắng sẽ yếu dần, về đêm trời mát với nhiệt độ hạ về 24-25 độ, cùng với những cơn gió hướng đông đến đông bắc thổi, xoa dịu bầu không khí. Khép lại bản tin là chi tiết nhiệt độ tại các thành phố lớn trong chiều và đêm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.